Kính chào quý vị, và ngày hôm nay là 29 tháng 6 năm 2016. Cái clip này quay rất ngắn bởi vì không phải nhằm giới thiệu bức tranh. Thì đây là bức tranh Bát Mã Tắm Suối, đã rất là nổi tiếng của đồ gỗ hiền. Nhưng mà bức này ấy, thì hiện nay là có một khách hàng là anh ở huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, là anh đã chuyển đặt cọc ngày hôm qua, và anh dự kiến là trong thời gian tới khoảng đầu tháng 7 sẽ lấy. Tuy nhiên thì là đây có hai bức, cho nên đây chính là phương án 1. Với cái phần này là bức tranh này đã được giới thiệu kỹ từ trước. Tôi hôm nay tôi chỉ muốn nhắc là đang còn tranh để anh yên tâm, và tí nữa tôi sẽ quay phương án 2. Phương án 2 thì cái bức đó là đánh cái màu nó hơi hồng hơn cái này một chút, thì có thể là đều là tranh đẹp nhưng mà mỗi người thích một cái sắc tố khác nhau. Cho nên là đây là nhắc lại là đây là phương án 1 dành cho khách hàng ở Tiên Lữ, Hưng Yên, anh đã đặt tiền rồi. Tất nhiên cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại cái phương án 2 với bức tranh Bát Mã nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip sau.